sự kiện tổ chức triển lãm nghệ thuật và thiết kế. Đợt này nó là một cái triển lãm mà nó rất là có ý nghĩa ở cái chỗ đó là đây không phải là lần đầu tiên, nhưng đây là với một cái quy mô rất là lớn, với sự tham gia của rất là nhiều quốc gia, các nhà nghệ thuật, và đặc biệt hơn nữa là có sự tham gia đông đảo của đội ngũ sinh viên của 11 trường đại học. Đây là điều kiện để Văn Lang, thầy cô cũng như là sinh viên Văn Lang có thể giao lưu học hỏi từ những nghệ sĩ, những thầy cô cũng như là sinh viên của các nước trên thế giới. Và đây cũng là dịp để Văn Lang, những con người của Văn Lang, thầy cô của Văn Lang, sinh viên Văn Lang và thầy cô và sinh viên ngành nghệ thuật của Việt Nam mang hình ảnh của Việt Nam ra thế giới. Các cái tác phẩm đó, những cái sản phẩm đó khẳng định được khả năng, khẳng định được tài năng của những con người Việt Nam, và đặc biệt đó là tài năng của sinh viên Việt Nam trong trường thế giới. Khoa Mỹ thuật Công nghiệp của trường Đại học Văn Lang lại là một trong những khoa mà có hoạt động hợp tác quốc tế rất là nổi trội. Các cái hoạt động hợp tác quốc tế của khoa thực sự là mang lại những cái lợi ích thiết thực cho giảng viên và sinh viên. Khoa là một trong những nơi mà có phòng thí nghiệm in 3D để sinh viên khi mà học với một cái công nghệ mới, các bạn được trải nghiệm thực thụ với những cái thiết bị phức tạp. Khoa là một trong những khoa mà nhận được sự tài trợ của rất là nhiều các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp ngoài nước để mà triển khai các cái hoạt động, và nó rất thiết thực. Những cái hội thảo, những cái workshop mà khoa hợp tác với trường đại học Hàng Đông cũng như một số trường đại học khác để tổ chức, nó đều giải quyết các vấn đề mà rất thực tế của Việt Nam cũng như là giá trị đóng góp cho xã hội.